Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 27 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiên Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like, comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này thì Lâm Động đã tới thông đạo của tầng thứ 6. Chẳng qua lúc này hắn nhìn thấy hai thân ảnh đang ngồi xếp bằng ở trước bức tường tinh thần, chính là Tào Trú và Lưu Long. Khi mà hai người này nhìn thấy Lâm Động thì sắc mặt trở nên lạnh lùng, nắm tay Tào Trú run lên. Về phần Lưu Long thì cười dài, nhìn chằm chằm vào Lâm Động, thanh âm nhu hòa của hắn vang lên trong tháp. Lâm Động huynh đệ, ta đã nhắc nhở ngươi rồi, trong tháp này có nguy hiểm nên ngươi cẩn thận một chút rồi cơ mà. Ở trong tầng 5 của Phù Sư Tháp thì vắng vẻ, Lâm Động bình thản nhìn hai người Tào Trú và Lưu Long đang ngồi ở trước thông đạo đi tới tầng thứ 6. Hắn đã dự đoán được hai người này sẽ không dễ từ bỏ ý đồ. Tiểu tử, ngươi đã rượu mời không uống, vậy thì đừng có trách chúng ta. Tào Trú cười nhạt nhìn Lâm Động, trong mắt xẹt qua vẻ đắc ý, bây giờ đã có thể trả lại mối hận rồi. Lâm Động liếc mắt nhìn Tào Trú và Lưu Long. Trong hai người này thì thực lực của Lưu Long đương nhiên là mạnh hơn, nhưng mà mạnh hơn thì cũng chưa tới Tam Ấn Phủ Sư. Ha ha ha, Lâm Động huynh đệ, hai người chúng ta không muốn làm khó dễ ngươi. Chỉ cần ngươi đem băng huyết kiếm trả lại cho Tào Trú sư đệ, bồi thường cho hắn 2 vạn dương nguyên thạch, sau đó rời khỏi Phủ Sư Táp, lúc đó hai người chúng ta sẽ không truy cứu việc này nữa. Lưu Long mỉm cười tủm tỉm mà nói. Nghe thấy điều kiện của Lưu Long thì Lâm Động cũng cười và nói: đúng là sư tử há mồm rồi đó. Nếu như ta không đồng ý thì sao? Vậy thì ta chỉ còn cách là phế ngươi tại đây mà thôi. Lưu Long thở dài một hơi mà nói: ở chỗ này cũng có thể lấy tính mạng của người khác sao? Lâm Động tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc mà hỏi. À thì tuy quy củ là không cho phép lấy tính mạng của ngươi, nhưng mà đánh gãy hai tay hai chân của ngươi thì vẫn trong phạm vi có thể chấp nhận được. Lưu Long cười khẽ mà nói. Đa tạ đã báo cho ta biết. Lâm Động sắc mặt nghiêm nghị sau đó nói: nếu vậy thì hãy mời hai vị cứ tự chặt tay chặt chân của mình đi. À, đồ khốn kiếp, người đã muốn chết như vậy, vậy thì lão tử sẽ thanh toàn cho ngươi. Nghe Lâm Động nói xong thì Tào Trú cũng hiểu người này đang đùa bỡn bọn họ. Hắn giận tím mặt mắng một câu, vô số đạo hàn mang từ trong tay áo bay ra, nhanh như là tia chớp bắn về phía Lâm Động. Đinh 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 đang đang. Lâm Động vẫn đứng im. 3 thanh băng huyền kiếm giống như con rắn bạc bay múa trước mặt, ngăn cản đám hàn mang kia. Được, nếu ngươi đã cứng đầu như vậy, vậy thì đừng trách hai người chúng ta hạ thủ vô tình. Lưu Long đảo mắt, sắc mặt âm trầm, phẩy tay một cái, một đạo kiếm ảnh đỏ hồng từ trong càn khôn đại quán bay ra. Đạo kiếm ảnh đỏ hồng này vừa xuất hiện đã tỏa ra một luồng không khí nóng bỏng, ánh sáng bập bùng cực kỳ là bất phàm. Lâm Động mắt lộ dị quang nhìn chằm chằm vào cái trường kiếm màu đỏ hồng này. Trên thân kiếm còn khắc một số phù văn kỳ lạ. Chỉ cần liếc mắt một cái là biết thanh kiếm chính là do người có cấp bậc đại sư chế tạo. Đám người này không hổ tới từ Thiên Hỏa Thành, ai cũng có đồ vật lợi hại như vậy. Lâm Động cực kỳ hâm mộ. Vũ khí quán trước đây chỉ do Toái Nguyên Huyền Cương chế tạo mà thành. Nếu như là so sánh với cả vũ khí của đám người này thì đúng là cực kỳ khó coi. Trong lúc mà Lâm Động đang thầm than thì Tào Trú và Lưu Long đã xuất thủ. Tinh thần ba động hùng hậu từ trong cơ thể hai người tuôn ra. Hai người này đều có tiềm lực tiến vào Tam Ấn Phủ Sư. Hiện giờ lại liên thủ thì thanh thế đương nhiên là mạnh hơn cả 8 vị Phủ Sư Thiên Hỏa Thành ở tầng thứ 4 rồi. Tào Trú hai tay nắm chặt, tinh thần lực nhanh chóng ngưng tụ ở trong lòng bàn tay, sau đó hình thành 2 cái viên nhận sắc bén xoay tròn, phát ra những âm thanh hô lên. Hai người liếc mắt nhìn nhau, thanh trường kiếm đỏ hồng đang lơ lửng ở trên không trung cùng với cả 2 viên nhận sắc bén kia lao thẳng vào Lâm Động. Keng. Nhìn hai người tấn công thì Lâm Động bấm tay bắn ra 3 thanh băng huyền kiếm. 2 thanh chặn trường kiếm đỏ hồng ở giữa không trung, tia lửa bắn ra khắp nơi.
Một thanh băng huyền kiếm còn lại thì ngăn cản hai cái viên nhận của Tào Trú. Trong lúc nhất thời thì tia lửa bay ra tán loạn ở giữa không trung, những âm thanh keng keng thanh thúy vang lên liên tục. Cái loại điều khiển vũ khí đánh nhau này chủ yếu dựa vào sự mạnh mẽ của tinh thần lực, cũng giống như là hai người cầm đao kiếm chém nhau vậy, không sử dụng một đao pháp tinh diệu nào mà chỉ dùng lực lượng bản thân mà đánh đấm túi bụi. Leng ca leng keng, kiếm ảnh tung bay. Trong lúc giao thủ thì sắc mặt của Lưu Long trở nên nghiêm túc. Hắn nhận ra rằng mỗi lần đụng vào băng huyền kiếm thì có một luồng lực lượng cực lớn chuyển tới. Tinh thần lực ở trên trường kiếm của mình bị đánh tới mức hơi tán đi. Hiển nhiên là tinh thần lực của Lâm Động mạnh hơn một chút. Mà quan trọng nhất chính là hiện giờ Lâm Động đang lấy một địch hai, nhưng mà hắn vẫn cứ chiếm thế thượng phong. Thảo nào mà ngay cả Tà Chú cũng thua trong tay người này, quả nhiên là có chút bản lĩnh. Đến lúc này thì Lưu Long mới cảm thấy khó giải quyết, nhưng mà nếu đã động thủ vậy thì hắn sẽ không hối hận đâu. Tào Trú, hợp thần. Lưu Long không muốn kéo dài, tinh thần khẽ động. Ly hỏa kiếm đột nhiên phá sự phong tỏa của hai băng thanh huyền kiếm xuất hiện ở trước mặt hắn. Nghe thấy Lưu Long quát thì ánh mắt của Tào Trú cũng trở nên nghiêm túc, thủ ấn biến đổi. Một cỗ tinh thần lực hùng hậu tuôn ra, quán nhập vào thanh ly hỏa kiếm ở trước mặt. Khi mà Tào Trú dồn tinh thần lực vào thanh kiếm, Lưu Long cũng không nhàn rỗi. Một cỗ tinh thần lực mạnh mẽ cũng lao vào trong ly hỏa kiếm. Ong ong. Khi mà tinh thần lực của hai người chui vào trong ly hỏa kiếm, nhất thời bộc phát ra hồng mang chói mắt. Kiếm phong sắc bén quét tán ra bốn phía xung quanh. Ly hỏa kiếm, chém. Lưu Long sắc mặt âm hàn quát một tiếng chói tai. Chỉ thấy ly hỏa kiếm nhất thời hóa thành một đạo kiếm ảnh đỏ hồng dài chừng khoảng một trượng, xé rách không khí chém về phía Lâm Động. Lâm Động cũng bị kiếm phong sắc bén này làm cho kinh ngạc một chút, mà hắn thì cũng dự tính tới trường hợp của hai người liên thủ, cho nên bàn tay lật một cái, ba thanh băng huyền kiếm giống như ba con rắn trắng giao vào nhau, xoay tròn trên không trung, hàn khí tỏa ra nồng nặc, nặng nề va chạm với cả ly hỏa kiếm kia. Suy, lửa và băng đan xen vào nhau, những âm thanh suy suy vang lên. Nhưng mà công kích này là cực hạn của hai người Lưu Long và Tào Trú rồi, cho nên ba băng thanh huyền kiếm của Lâm Động cũng mất đi vẻ sáng bóng lúc đầu. Chém. Nhìn thấy cảnh tượng này thì Lưu Long và Tào Trú vui mừng, cánh tay liên tục vung lên. Ly hỏa kiếm xé rách phòng ngự của ba thanh băng huyền kiếm chém vào đầu của Lâm Động. Ngoài dự kiến của hai người thì Lâm Động không né tránh, mà còn vươn bàn tay phải. Một luồng tinh thần lực hùng hậu bao phủ lấy bàn tay. Muốn chết sao? Nhìn thấy Lâm Động hành động như vậy, hai người Lưu Long cười ra tiếng. Một kiếm này chém xuống, cho dù là một tảng đá lớn cũng phải nát thành bụi phấn. Ấy vậy mà Lâm Động lại dám dùng bàn tay bằng xương bằng thịt để mà ngăn cản. Suy. Kiếm ảnh đỏ hồng chỉ lóe lên một cái đã chém xuống bàn tay của Lâm Động. Trên kiếm còn bao trùm tầng tinh thần lực. Kiếm khí sắc bén khuếch tán ra xung quanh. Đột nhiên vào lúc này, từ trong lòng bàn tay của Lâm Động tuôn ra một cỗ hấp lực kỳ lạ. Ong ong. Dưới tác dụng của hấp lực, tinh thần lực ở trong ly hỏa kiếm của hai người Lưu Long và Tào Trú quần quận không ngừng tiến vào trong lòng bàn tay của Lâm Động. Khi mà tinh thần lực của ly hỏa kiếm bị Lâm Động hấp thu, quang mang đỏ rực trên thanh kiếm trở nên ảm đạm, kiếm khí sắc bén biến mất chẳng còn. Sao có thể như vậy được? Nhìn thấy một kích long trời lở đất của mình không hiểu vì sao bị hóa giải, trong mắt của hai người Lưu Long hiện lên vẻ hoảng sợ. Lâm Động nhìn về phía hai người mỉm cười, vươn tay tóm lấy ly hỏa kiếm. Nguyên lực hùng hậu từ trong cơ thể tuôn ra dữ dội, đầu ngón chân điểm xuống mặt đất lao tới. Mau lui lại! Nhìn thấy Lâm Động đoạt ly hỏa kiếm lao đến, da đầu của Lưu Long và Tào Trú tê dại. Họ không ngờ tới là ngay cả chiêu thức mạnh nhất của hai người liên thủ cũng không thể gây ra một chút thương thế nào cho Lâm Động, cho nên liền vội vàng lùi lại phía sau. Tinh thần lực của hai người còn mạnh, chứ nguyên lực thì không phải là đối thủ của Lâm Động rồi. Cho nên khi mà thân hình hai người mới lùi lại, thân ảnh của Lâm Động đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Chẳng khách khí mà dùng ly hỏa kiếm chém ra hai đạo kiếm quang sắc bén, nhanh như là tia chớp đâm vào hai người. Kiếm quang sắc bén và nóng bỏng chui vào cơ thể làm cho hai người Lưu Long hồn bay phách tán. Một chiêu vừa rồi đã tiêu hao gần như toàn bộ tinh thần lực của bọn họ. Hơn nữa đây là tầng thứ 5, phải chống đỡ tinh thần uy áp, cho nên hai người chỉ còn cách điều động nguyên lực để mà bảo vệ thân thể mà thôi. Chỉ là loại hình phòng ngự này đối với cả Lâm Động chỉ như là một lớp giấy mỏng. Kiếm quang xẹt qua, phòng ngự nguyên lực lập tức tan vỡ, chặt đứt mất mấy ngón tay của hai người.
À, những tiếng kêu thê lương thảm thiết lập tức vang lên. Sắc mặt của Lưu Long và Tào Trú trắng bệch, ôm lấy bàn tay máu tươi chảy ròng ròng. Lúc này bọn họ đã không còn chịu nổi tinh thần uy áp nữa, mà mặt đặt mông ngồi xuống đất. Tiếng kêu của bọn họ còn chưa dứt thì một thanh trường kiếm đỏ hồng đã dừng lại ở yết hầu. Lâm Động, người mà giết chúng ta, phù sư hội của Thiên Hỏa Thành sẽ không bỏ qua cho người đâu. Tiếng gào im bặt, hai người nhìn vào thanh kiếm ở trước mặt, sắt mặt như là tro tàn. Lâm Động mỉm cười nói, yên tâm, ta sẽ không giết các người đâu. Nghe Lâm Động nói như vậy, Lưu Long và Tào Trú lặng lẽ thở dài một hơi. Nhưng mà câu nói tiếp theo của Lâm Động lại khiến sắc mặt hai người trở nên trắng bệch. Nhưng mà muốn mua tính mạng thì phải trả tiền. Ta cho các ngươi một cái giá hợp lý, mỗi người 5 vạn dương nguyên thạch, thế nào? Mỗi người 5 vạn dương nguyên thạch. Nghe thấy Lâm Động nói như vậy thì lại biết cái mạng nhỏ đang nằm trong tay đối phương. Nhưng mà Tào Trú vẫn không nhịn được, tức giận tới mức toàn thân run rẩy, giận dữ mà thét. 5 vạn dương nguyên thạch sao? Ngươi không phải đi cướp đi. Chẳng phải hiện giờ ta đang cướp hay sao? Lâm Động mỉm cười giơ ly hỏa kiếm trong tay. Kiếm phong sắc bén mang theo một tia kình khí nóng bỏng phả vào yết hầu của hai người. Dừng lại. Nhìn kiếm phong đang lao tới, Lưu Long nhịn không được liền vội vàng mở miệng. Khi hắn nhìn thấy Lâm Động dừng lại mới cười khổ mà nói, ấy Lâm huynh đệ, 5 vạn dương nguyên thạch đúng là quá nhiều, chúng ta không trả được. Muốn chết hay là muốn dương nguyên thạch chỉ các ngươi có thể lựa chọn thôi. Lâm Động lại cười nói, nụ cười kia nhìn trông hiền lành, nhưng mà ở trong mắt hai người Lưu Long lại giống như ác ma vậy. Cho tới bây giờ thì Lưu Long mới hiểu, hành động chặn đường báo thù của hai người thì ngu ngốc tới mức nào. Thực lực của đối phương chỉ có Chu Thông đại sư huynh thì mới có thể so sánh được. Thời gian của ta không nhiều lắm đâu, ta còn muốn vượt tháp. Nếu như là các ngươi không quyết định được thì để ta quyết định cho vậy. Ngón tay của Lâm Động nhẹ nhàng gõ vào ly hỏa kiếm cười và nói, được rồi, cho ngươi. Nhìn thấy Lâm Động không còn vẻ kiên nhẫn nữa, Lưu Long không dám nói gì, cắn răng móc ra một cái càn khôn đại ném về phía Lâm Động. Lâm Động tóm lấy sau đó kiểm tra, hài lòng gật đầu, chuyển hướng nhìn Tào Trú sắc mặt trắng bệch, ôn tồn mà nói, còn ngươi thì sao? Toàn bộ trên người của ta chỉ còn 4 vạn dương nguyên thạch mà thôi. Tào Trú nghiến răng nghiến lợi, sau đó nhìn Lâm Động mà nói, ngươi cầm lấy đi. Khóe miệng hơi giật giật, Tào Trú đau lòng tới mức tổ huyết, móc càn khôn đại đưa cho Lâm Động. Cảm ơn hai vị đã ban tặng. Đem hai cái càn khôn đại nhét vào trong lòng, Lâm Động nở ra nụ cười, giơ giơ ly hỏa kiếm trong tay. Thấy Lưu Long đang nhìn chằm chằm bèn nói, kiếm này không tệ lắm, ta xin nhận. Nói xong hắn chẳng khách khí ném luôn ly hỏa kiếm vào trong càn khôn đại, sau đó quay người chắp tay với hai người đang ngồi dưới đất, lại cười mà nói, đã tạ hai vị nhé, sau này hoan nghênh hai vị lại tới. Vốn đã mang tâm trạng tức giận, Lưu Long và Tào Trú nghe thấy Lâm Động nói như vậy thì lập tức phun ra một ngụm máu tươi, trước mặt tối đen đi. Vơ vét toàn bộ gia sản của họ xong, giờ lại còn mở miệng châm chọc, đây là đạo lý gì chứ? Thu lại càn khôn đại thì Lâm Động không để tới hai người này nữa, bước vào trong bức tường tinh thần. Bức tường tinh thần này tương đối là mạnh, với thực lực của hai người Lưu Long và Tào Trú thì không thể vào. Tầng thứ 5 cũng chính là thành tích tốt nhất ở bên Viêm Thành lần trước, trong khi bên Thiên Hỏa Thành thì tiến được tầng thứ 6. Lúc này Lâm Động đứng trước bức tường tinh thần, tinh thần lực tuôn ra bao phủ lấy thân hình, sau đó bước chân vào trong. Khi mà thân hình hắn tiếp xúc với cả bức tường tinh thần, bức tường hơi rung động, thân thể hắn chậm rãi biến mất. Thành công rồi sao? Nhìn thấy thân ảnh Lâm Động biến mất, sắc mặt của hai người Lưu Long và Tào Trú đều biến đổi, trong mắt hiện lên sự hoảng sợ. Lần tháp đấu này chỉ có hai người tiến vào tầng thứ 6 thành công, đó chính là Thiên Hỏa Thành Chu Thông cùng với cả Viêm Thành Tử Nguyệt. Vậy mà bây giờ lại có thêm Lâm Động nữa. Lưu Long sư huynh, làm sao bây giờ? Tào Trú cay đắng mà nói, hiện giờ đúng là tổn thất thảm trọng rồi. Còn biết làm sao nữa, cố gắng ở lại nơi này càng lâu càng tốt thôi. Lưu Long oán hận liếc mắt và nói, vậy Dương Nguyên Thạch, chẳng lẽ cứ để cho Lâm Động cầm đi sao? Tào Trú trầm mặc một chút, cực kỳ không cam lòng mà nói, vậy người còn muốn như thế nào nữa? Thực lực của tên tiểu tử kia ít nhất cũng phải tương đương với cả Chu Thông đại sư huynh. Hai người chúng ta có liên thủ cũng không phải đối thủ quán.
Nếu như tháp đấu quy định không thể lấy tính mạng của người khác, thì vừa rồi hắn đã lấy tính mạng của hai chúng ta rồi đó. Người muốn chết thì cứ đi tìm hắn đi, đừng có kéo ta vào nữa. Lưu Long phẫn nộ mà quát. Chỉ cần nghĩ tới kết quả hôm nay đã làm choán lửa giận bừng bừng. Sớm biết như vậy thì dù có chết hắn cũng chẳng làm. Nhìn thấy Lưu Long nổi giận, Tào Trú rụt cổ không dám nói gì nữa, thần tình uể oải vô cùng. Ở bên ngoài Phù Sư Tháp thì đám người Nham Đại Sư đều nhìn vào cái tháp xám xịt. Hiện giờ Phù Sư Tháp đang tỏa ra quang mang. Nếu như là nhìn kỹ thì phát hiện là quang mang này có vô số điểm sáng tạo nên. Những điểm sáng này thì càng lên cao càng ít. Tầng thứ 7 không có điểm sáng nào, tầng thứ 6 chỉ có 2 điểm. Độ sáng của 2 điểm này thì sáng hơn những điểm ở dưới rất là nhiều. Chắc là Tử Nguyệt và Chu Thông rồi, đều đã tiến vào tầng thứ 6. Nhìn hai cái điểm sáng trong tầng thứ 6, một trung niên phù sư bên cạnh Nham Đại Sư nói, mỗi một điểm sáng đại diện cho một người. Xem ra thắng bại lần này phải đặt trên hai người bọn họ rồi. Một vị trung niên phù sư khác mở miệng nói, lần tháp đấu trước Viêm Thành chỉ mới tới được tầng thứ 5, nhưng mà lần này đã tiến bộ vượt bậc rồi. Nham Đại Sư nghe vậy thì không có ý kiến, ánh mắt của lão dừng lại ở tầng thứ 5. Lão tin tưởng rằng Lâm Động có thể tiến vào tầng thứ 6. Chỉ nhưng mà không biết vì sao mà bây giờ vẫn còn chưa có vào. Nham Huyền, xem ra Viêm Thành ngươi đã có tiến bộ hơn năm ngoái không ít nha. Nếu bây giờ có ai tiến vào được tầng thứ 7 là phân thắng bại thôi. Thiên Hỏa Thành Hàn Duẫn mở miệng mà nói. Nham Đại Sư liếc mắt nhìn hắn, đang định nói gì đó thì có tiếng kinh hô truyền tới. Ôi, lại có một người tiến vào tầng thứ 6 kìa. Là ai vậy nhỉ? Tiếng kinh hô này làm cho Nham Đại Sư vội vàng quay đầu. Hàn Duẫn cũng giật mình không nhỏ, đưa mắt nhìn về phía tầng thứ 6. Quả nhiên tầng này đã có thêm một điểm sáng. Người kia là ai nhỉ? Phù sư Thiên Hỏa Thành của chúng ta thì không có ai có thực lực tiến vào tầng thứ 6 kia mà. Nhìn thấy điểm sáng này xuất hiện, hai hàng lông mày của Hàn Duẫn nhíu lại. Nếu không phải là người của Thiên Hỏa Thành, vậy chẳng lẽ của Viêm Thành sao? Nghĩ đến đây, Hàn Duẫn đưa mắt nhìn về phía Nham Đại Sư. Quả nhiên thấy sắc mặt đối phương hiện lên sự vui mừng. Điểm sáng này chắc là của Lâm Động rồi. Trong lúc mà Hàn Duẫn nhíu mày thì một vị trung niên phù sư Viêm Thành đột nhiên mở miệng nói. Ở trong thế hệ trẻ phù sư của Viêm Thành, người có khả năng tiến vào tầng thứ 7 cũng chỉ có Lâm Động và Tử Nguyệt. Lâm Động sao? Là tên tiểu tử nhìn người không chớp mắt kia sao? Nghe thấy đối phương nói như vậy, Hàn Duẫn nheo mắt lại. Hắn đúng là không thể ngờ tới tên tiểu tử đứng bên cạnh Lâm Động mà lại có thực lực như vậy. Cho dù tiến vào tầng thứ 6 thì cũng vô dụng thôi. Thiên Hỏa Thành ta nhất định mang phủ sư tháp đi. Hàn Duẫn trong lòng hừ lạnh một tiếng. Trong mắt hắn thì trong thế hệ trẻ của Viêm Thành không có một ai được cho là thiên tài kinh diễm. Tử Nguyệt cũng có thể tính là một nửa, nhưng mà so với cả Chu Thông thì vẫn không tính là cái gì. Tới lúc đó hắn sẽ cho bọn Nam Huyền biết ai mới là thiên tài thực sự. Và nếu lấy góc độ thiên tài để mà so sánh, Tử Nguyệt và Lâm Động thì không thể bằng được Chu Thông. Quay trở lại trong Phù Sư Tháp thì tầng thứ 6 của Phù Sư Tháp im lìm, tiếng bước chân đột nhiên vang lên cứ quanh quẩn trong tai. Hai đạo thân ảnh cách nhau một khoảng đang đồng thời đi tới vị trí ở giữa. Phù phù. Mới chỉ đi được hơn 100 bước ngắn ngủi đã làm cho Tử Nguyệt đổ mồ hôi nhễ nhại. Tinh thần uy áp ở trong này như là một tảng đá lớn đè xuống, làm cho hai chân của nàng như là muốn khuỵu xuống, nhưng mà nàng vẫn cố gắng kiên trì. Cái tên kia chẳng nhẽ không biết mệt hay sao? Tử Nguyệt ngẩng đầu nhìn vào một bóng người. Bóng người này chính là Thiên Hỏa Thành Chu Thông. Bước chân của người này thì đúng là nặng nề, nhưng mà lại duy trì một tốc độ rất là ổn định. Ngươi sẽ không đột phá được bức tường tinh thần thứ 6 đâu. Trong Phù Sư Tháp im lìm, Chu Thông đột nhiên mở miệng nói. Tử Nguyệt cắn đôi môi đỏ mọng, không dám đáp lời mà im lặng tiến lên. Tinh thần lực của nàng đã thi triển đến mức tận cùng, khiến cho nàng cảm thấy mê muội rồi. Cố gắng bước đi trong áp lực nặng nề, cuối cùng hai người đều dừng lại trước bức tường tinh thần thông lên tầng thứ 7. Xin lỗi, lần này Viêm Thành các ngươi lại thua rồi. Chu Thông nhìn bức tường tinh thần trước mặt, hắn có thể cảm nhận được một ba động tinh thần mãnh liệt, sau đó quay đầu cười nhạt nhìn Tử Nguyệt.
Nằm mơ đi. Ánh mắt Tử Nguyệt vẫn lạnh lùng như trước. Chu Tông cười cười. Trong đám phụ sư trẻ tuổi của Viêm Thành, Tử Nguyệt cũng được hắn chú ý, nhưng mà chưa coi là đối thủ. Ta tới tầng thứ 7 trước đây. Nếu như là cô có bản lĩnh thì cứ lên đi. Sau khi nói xong thì Chu Thông bước tới. Bức tường tinh thần chấn động mãnh liệt. Một cỗ ba động kinh khủng khuếch tán ra, giống như đè bẹp hắn vậy. Nhưng mà thân hình của Chu Thông vẫn như cũ, dùng một tốc độ thong thả bước vào trong, sau đó hoàn toàn biến mất. Hắn đã thành công rồi sao? Nhìn thân ảnh của Chu Thông biến mất, hai tay của Tử Nguyệt nắm thật chặt lại, dùng toàn bộ tinh thần lực ngưng tụ bên ngoài thân thể nhảy vào trong bức tường tinh thần. Ông... Khi mà thân hình Tử Nguyệt chạm vào bức tường tinh thần, sắc mặt nàng ngay lập tức tái nhợt. Một cỗ tinh thần ba động kinh khủng khuếch tán ra, giáng một đòn nặng nề vào nàng. Nàng liền phun ra một ngụm máu, bay ngược ra phía sau. Mình thua rồi sao? Cái cảm giác mê muội càng lúc càng kéo tới. Tử Nguyệt nhìn bức tường tinh thần, nở ra nụ cười cay đắng. Nàng đã cố hết sức rồi. Soạt. Ngay khi mà Tử Nguyệt chuẩn bị nhắm mắt lại, hoàn toàn buông bỏ, thì một bàn tay ấm áp đột nhiên áp vào tấm lưng ngọc của nàng. Thân hình nàng đang bay ra sau chậm rãi rơi xuống. Trợ giúp bất ngờ làm cho Tử Nguyệt ngẩn ra. Trong lúc nàng chưa kịp nhìn thì bóng người đó đã vượt qua nàng, đi tới trước bức tường tinh thần, đi lên tầng 7. Chuyện tiếp theo cứ giao cho ta đi. Dù sao ta cũng được Nham đại sư mời, cũng lên tận lực một chút, miễn cho người khác nói ta là đồ vô dụng. Nhìn bóng người vượt qua mình, lại nghe thấy tiếng cười nhạt vang lên bên tai. Thân hình mềm mại của Tử Nguyệt chấn động, dùng đôi mắt tràn ngập sự kinh ngạc nhìn vào hắn. Nàng thật là không ngờ Lâm Động lại có thể tiến vào tầng thứ 6. Lâm Động xuất hiện đã làm cho Tử Nguyệt chấn kinh một hồi, sau đó mới phục hồi lại tinh thần được. Nàng nhìn Lâm Động đang bước nhẹ nhàng tới chỗ bức tường tinh thần đi lên tầng 7, nhịn không được mà mở miệng nói. Tầng thứ 7 không phải nơi dễ dàng tiến vào như vậy đâu, ngươi cũng lên lựa sức mình đó. Cho tới giờ thì Tử Nguyệt vẫn chỉ cho rằng thực lực của Lâm Động sắp xỉ mình. Lúc trước nàng không qua nổi bức tường tinh thần, và theo nàng nghĩ Lâm Động có thể đi tới đây cũng là cực hạn rồi. Ừ. Đối với cả sự nhắc nhở của Tử Nguyệt, Lâm Động vẫn bình thản ừ một câu. Hai chân dừng lại trước bức tường tinh thần, hai mắt hắn chậm rãi nhắm lại. Hai quả bản mệnh linh phù trong Lê Hoàn Cung vào thời khắc này kịch liệt chấn động. Một cỗ tinh thần lực hùng hậu cuồn cuộn không ngừng tuôn ra dữ dội, ngưng tụ trước mặt của Lâm Động. Làm xong điều này, Lâm Động không chậm trễ nhảy tới. Dưới ánh mắt khẩn trương của Lâm Động, thân hình hắn dần dần tiến vào trong bức tường tinh thần. Ong ong. Khi mà Lâm Động bước vào thì bức tường tinh thần nhất thời chấn động kịch liệt. Những tiếng ong ong kỳ dị lập tức truyền ra. Ngay sau đó là lực ép từ bốn phía kéo tới, muốn đẩy Lâm Động ra ngoài. Đối mặt với cả lực ép của bức tường tinh thần, ánh mắt của Lâm Động trở nên nghiêm túc. Chợt hừ lạnh một tiếng, thân hình nghiêng về phía trước, chậm rãi tiến lên. Suy. Khi mà Lâm Động tiến vào thì bức tường tinh thần như là một mặt nước rung động, càng về sau càng mạnh. Sau đó thân hình của Lâm Động biến mất. Thành công rồi sao? Thấy thân ảnh của Lâm Động biến mất, nụ cười trên gương mặt của Tử Nguyệt trông có vẻ cứng lại, thì thào mà nói, làm sao có thể như vậy được? Tới lúc này thì nàng mới hiểu việc Nham đại sư làm đương nhiên là có đạo lý. Thực lực của Lâm Động mạnh hơn nàng. Người này. Hiện thực ở trước mặt, cho dù là Tử Nguyệt lạnh lùng cỡ nào cũng phải chấp nhận. Nàng từ từ khôi phục lại bình tĩnh, thở dài, ngồi xếp bằng. Nếu như không có cách nào tiến vào tầng thứ 7, vậy thì kết quả của lần tháp đấu này chỉ dựa vào Lâm Động mà thôi. Mong rằng ngươi có thể thắng được Chu Thông. Ở bên ngoài phù sư tháp thì khi mà Chu Thông tiến vào tầng thứ 7, đám phù sư xung quanh lập tức ổ lên. Sắc mặt của Nham Huyền và phù sư Viêm Thành có vẻ khó coi, trong khi Hàn Duẫn lại đắc ý vuốt râu. Nham Huyền, xem ra lần tháp đấu này thắng bại đã phân rồi. Hàn Duẫn đưa mắt nhìn về phía Nham đại sư cười mà nói. Nghe thấy Hàn Duẫn nói như vậy, đám phù sư Viêm Thành tức giận nhưng mà không dám nói gì. Trong mấy năm tháp đấu vừa qua, đây là người đầu tiên bước vào tầng thứ 7. Nếu như lần này không có gì ngoài ý muốn, việc Viêm Thành thua là rất là lớn. Ngươi không nên đắc ý quá sớm. Nham đại sư lãnh đạm trả lời một câu, sau đó tập trung nhìn vào hai điểm sáng ở tầng thứ 6. Hắn biết hai điểm sáng kia chính là Tử Nguyệt và Lâm Động. Thân là lão sư của Tử Nguyệt,
thì lão rất là hiểu rõ năng lực của nàng. Muốn nàng tiến vào được tầng thứ 7 rất là khó. Vậy thì tất cả kỳ vọng chỉ có thể đặt ở trên người Lâm Động mà thôi. Lâm Động, hiện giờ chỉ dựa vào mình ngươi thôi đấy. Nham đại sư khẽ thở dài một tiếng. Nếu như lần này thất bại thì phù sư tháp sẽ bị đưa tới Viêm Thành. Và đến lúc đó danh vọng và thực lực của phù sư Viêm Thành sẽ đại giảm. Nhìn Nham đại sư cau mày lại thì Hàn Duẫn càng thêm đắc ý. Hắn cho rằng mình đã có thể mang phù sư tháp về Thiên Hỏa Thành rồi. Ôi, tầng 6 lại có một điểm sáng biến mất rồi kìa. Trong lúc mà Hàn Duẫn đang đắc ý thì một thanh âm vang lên. Hắn kinh ngạc vội vàng nhìn vào tầng thứ 7. Quả nhiên vốn ở nơi đó có hai điểm sáng, nay chỉ còn lại một. Thấy vậy thì Hàn Duẫn không đưa mắt nhìn về phía tầng cao hơn, mà là chuyển hướng nhìn về phía tầng thứ 5. Nhưng mà khi hắn không nhìn thấy một điểm sáng nào xuất hiện thì sắc mặt mới biến đổi. A một tiếng nhìn về phía tầng thứ 7. Quả nhiên ở tầng thứ 7 có thêm một điểm sáng. Lại có thêm một người tiến vào tầng 7 rồi. Khi mà có thêm điểm sáng xuất hiện ở tầng thứ 7, ở bên ngoài phù sư tháp lập tức ồ lên. Vô số ánh mắt nhìn về phía vị trí của tầng thứ 7. Không ngờ ngoài Chu Thông ra thì vẫn có người có thể tiến vào đó. Người nọ là ai vậy? Là Tử Nguyệt sao? Sau khi mà ồ lên thì đám người này lập tức bàn luận. Trong suy đoán của bọn họ, người này chính là Tử Nguyệt. Trong đám phù sư Viêm Thành thì nàng danh tiếng không có nhỏ. Không phải Tử Nguyệt đâu, Tử Nguyệt chắc chắn không thể vào được tầng thứ 7 đâu. Một vị tam ấn phù sư trung niên nói. Đối với cả Tử Nguyệt thì bọn họ cực kỳ hiểu rõ. Muốn đi vào tầng thứ 7, chí ít cũng có thực lực là tam ấn phù sư. Tuy nói Tử Nguyệt đã gần tới trình độ này, nhưng mà dù sao thì cũng không thể so sánh với cả tam ấn phù sư chân chính được. Ở trong tầng thứ 6, ngoại trừ Chu Thông đã đến tầng thứ 7, chỉ còn lại có Tử Nguyệt và Lâm Động. Nếu đây không phải là Tử Nguyệt, vậy thì là Lâm Động rồi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn họ chẳng lạ gì tên thiếu niên đã làm cho Viêm Thành sục sôi. Tuổi tác chưa tới 20 mà đã thành công tiến vào tiểu nguyên đan cảnh. Thiên phú bậc này đúng là kinh người. Nhưng mà bọn họ không hề nghĩ tới, không chỉ đạt được thành tựu vượt bậc ở nguyên lực, mà trên lĩnh vực tinh thần lực, người này còn khủng bố như vậy. Người này đúng là một người phi thường. Trong đầu lòng người đều vang lên một câu như vậy. Sao có thể là tên tiểu tử kia được chứ? Hàn Duẫn đương nhiên là nghe thấy tiếng mọi người bàn luận. Khi hắn nghe thấy người tiến vào tầng 7 không phải là Tử Nguyệt mà chính là tên tiểu tử Lâm Động hắn không coi trọng thì tim hắn giật thót một cái. Hàn Duẫn, lão phu đã nói đúng, ngươi đừng có đắc ý quá sớm. Nham đại sư ở bên cạnh vào thời khắc này thở dài một hơi cười tủm tỉm mà nói. Cái gì mà đắc ý? Cho dù tên tiểu tử kia tiến vào tầng thứ 7 được thì cũng như nỏ mạnh hết đà mà thôi. Không biết hắn chịu được mấy ngày tinh thần uy áp đây. Hàn Duẫn cười lạnh mà nói. Nham đại sư mỉm cười, không tranh luận với hắn làm gì. Đưa mắt nhìn vào hai điểm sáng ở tầng thứ 7. Đọ sức hiện giờ là Lâm Động và Chu Thông. Với tình hình hiện giờ, thắng bại đã quyết định ở tầng thứ 7. Chuyện tiếp theo là xem ai kiên trì được lâu hơn mà thôi. Tại Phù Sư Tháp tầng thứ 7. Sau khi bước vào tầng thứ 7, Lâm Động thấy không gian ở đây nhỏ hơn một chút. Tinh thần uy áp sền sệt mạnh hơn tầng trước cả chục lần. Ở trong tầng tháp vắng vẻ đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Khi mà đưa mắt nhìn lại thì phát hiện ra một thân ảnh đang dùng một tốc độ cực kỳ là thong thả, như là một người đang kéo xe tiến về phía trước. Bước chân của hắn nặng nề, giống như là trên thân hình hắn có một ngọn núi cao vậy. Mỗi bước chân của hắn đều phát ra những tiếng xì xì. Mồ hôi như là thủy triều rơi xuống, làm cho quần áo của hắn ướt nhẹp. Đạo thân ảnh này thì chính là Chu Thông. Hắn là người có thực lực mạnh nhất ở trong đám phù sư trẻ tuổi ở Thiên Hỏa Thành. Nửa năm trước đã thành công bước vào tam ấn phù sư. Nhưng mà tinh thần uy áp ở tầng 7 cũng khiến cho hắn cảm thấy được một áp lực cực lớn. Mỗi bước chân đều không thua gì cùng người khác đại chiến cả. Viêm Thành phù sư cũng chỉ vậy mà thôi. Chu Thông lau mồ hôi trên mặt, nở ra nụ cười nhạt. Thân là nhân vật ngôi sao của Thiên Hỏa Thành, bề ngoài hắn trông thì bình thường, nhưng lòng kiêu ngạo không kém ai cả. Lần này hắn tới đây là giúp Thiên Hỏa Thành thắng được phù sư tháp, hai là cũng muốn xem phù sư Viêm Thành có gì đặc biệt. Kết quả này làm cho hắn hơi thất vọng. Không một ai có thể cản được bước chân của hắn. Trong đám phù sư của Thiên Đô Quận,
Chỉ có một người ở Thiên Đô Thành khiến ta bội phục mà thôi. Nhớ tới người này thì Chu Thông khẽ nhíu mày, chợt lắc đầu, ngoái cổ nhìn lại phía sau. Hóa ra hắn mới chỉ đi được một đoạn đường cách bức tường tinh thần trường khoáo 100 bước mà thôi. Chắc là thắng bại cũng đã phân rồi. Chu Thông nhẹ giọng lẩm bẩm. Hắn còn chưa dứt lời thì trong tai vang lên một thanh âm. Sau đó một bước chân nặng nề, có một người phía sau hắn hừ lạnh một tiếng. Tiếng bước chân đột ngột làm cho Chu Thông giật mình. Hắn hơi chần chừ một chút sau đó quay đầu lại. Hắn phát hiện ra một bóng người đang chậm rãi tiến lên. Hóa ra bóng người kia lại chính là một thiếu niên với khuôn mặt còn non nớt. Những giọt mồ hôi tuôn ra làm toát lên tính cách kiên nghị của hắn. Là hắn sao? Làm sao có thể được? Nhìn người thiếu niên đang cố gắng mà đi tới, sự kinh hãi ở trong lòng Chu Thông dâng lên như là sóng triều. Khi mà Chu Thông nhìn chăm chú vào thân hình của Lâm Động, đối phương cũng phát hiện ra hắn đang nhìn, ngẩng đầu. Lâm Động liền nở ra nụ cười. Cuối cùng cũng đuổi kịp rồi. Ngươi tên là Lâm Động sao? Ở trong tầng thứ 7 của Phù Sư Tháp Trống Trải, Chu Thông nhìn chằm chằm vào Lâm Động, sau một lúc mới mở miệng mà nói. Lâm Động cười chắp tay, đảo qua người vị phù sư trẻ tuổi mạnh nhất ở Thiên Hỏa Thành. Người này không cao lớn nhưng mà tuấn tú, ẩn chứa một năng lực khiến cho người khác không dám khinh thường. Lần này có vẻ ta đã nhìn lầm người rồi. Thanh âm của Chu Thông mới đầu là kinh ngạc, sau đó thì khôi phục lại bình tĩnh. Cho dù có biến cố gì xảy ra, hắn vẫn luôn tin tưởng vào năng lực của mình. Trong lòng hắn luôn nghĩ, trong đám phù sư trẻ tuổi ở Thiên Đô Quận, người có thể hơn hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lâm Động ở trước mắt tuy rằng có chút ngoài dự liệu, nhưng mà chưa tới mức khiến hắn phải chịu thua. Chu Thông huynh quá khen rồi, tại hạ chỉ là may mắn mới vào được đây mà thôi. Lâm Động cười nói. Đối với cả Chu Thông này, hắn không có ác cảm. Dù sao hai người cũng chỉ mới gặp mặt, có lẽ có chút địch ý, nhưng mà cũng chỉ vì lập trường hai phe đối lập mà thôi. Trong phù sư tháp này không tồn tại sự may mắn. Thực lực của ngươi mạnh hơn so với cả vị tử nguyệt cô nương kia. Chu Thông cười nhạt, thanh âm hơi ngừng lại rồi nói tiếp. Nhưng mà lần tháp đấu này, chắc chắn Thiên Hỏa Thành chúng ta có được phù sư tháp rồi. Ta thì cũng cố gắng hết sức mà lưu lại phù sư tháp ở Viêm Thành thôi. Lâm Động mỉm cười, sắc mặt hắn vô cùng nghiêm túc. Nếu đã như vậy thì thể hiện bản lĩnh đi, mong rằng ngươi có thể vượt qua được ta. Chu Thông cười nhạt, sau đó không hề để tới Lâm Động nữa, xoay người lại, điều động tất cả tinh thần lực ở trong Nê Hoàn Cung, chống cự lại tinh thần uy áp vô hình, nặng nề bước tới vị trí trung ương của tầng thứ 7. Khi mà Chu Thông khởi hành thì Lâm Động cũng thở ra một hơi. Uy áp của tầng thứ 7 mạnh hơn tầng 6 nhiều. Tinh thần uy áp ở đây sền sệt, giống như là đang đi trong đầm lầy, vô cùng khó khăn. Nhìn thoáng qua bóng lưng của Chu Thông, Lâm Động mím môi. Tuy nói tinh thần lực uy áp này làm cho người khác khó chịu, nhưng hắn cũng không phải người được nuông chiều từ bé. Trong lòng hắn thì luôn có sự kiên nghị và bướng bỉnh. Điểm này đã giúp hắn chịu đựng được sự rèn luyện của cối xay tinh thần. Người ngoài chỉ cảm thấy tinh thần lực của hắn phát triển vô cùng nhanh, nhưng mà đâu thể biết hắn phải trả giá như thế nào. Tinh thần lực hùng hậu quần quận không ngừng trong Đê Hoàn Cung tuôn ra, hai chân Lâm Động nặng nề nhấc lên. Đông! Tiếng bước chân nặng nề vang vọng trong phủ sư tháp. Mỗi một âm thanh này vang lên là có vô số giọt mồ hôi chảy xuống. Khi mà nghe thấy bước chân ở phía sau vọng lại, hai mắt của Chu Thông hơi nhíu, nhưng hắn không quay đầu, chậm rãi mà bước đi. Trong tầng thứ 7 trống trải, hai đạo thân ảnh không ai nói vai một câu nào, một trước một sau, dùng một tốc độ cực kỳ thong thả nhưng lại vững vàng đi tới vị trí ở giữa tầng 7. Hai người đều có tính cách kiên nghị, mặc dù uy áp đè nặng tới mức khó thở nhưng mà họ vẫn cắn răng không chịu dừng bước. Mới đi được chừng khoảng 100 bước đã mất nửa canh giờ. Bịch. Trong im lặng đột nhiên thiếu một âm thanh vang lên, chỉ thấy Chu Thông ở phía trước đã quỳ phịch xuống đất. Hai tay hắn chống xuống dưới chống đỡ thân hình, miệng thì thở dốc. Lúc này ở chỗ Chu Thông đã có thể thấy được bức tường tinh thần lên tầng thứ 8. Nhưng mà chỉ cách vài bước nữa thôi, nó cũng dường như là lên trời vậy, khó có thể vượt qua được. Và càng gần vị trí chính giữa, tinh thần uy áp lại càng mạnh. Đặc biệt là 3 bước cuối cùng, nó mạnh hơn trước gấp mấy lần. Chu Thông chỉ còn cách nó chừng khoảng 3 bước, và hắn đã bị loại uy áp này đè phải quỳ gối. Có thể nhận ra tinh thần uy áp ở đây mạnh tới bậc nào. Tí ta tí tách. Mồ hôi như là thác lũ chảy thành dòng từ trên khuôn mặt của Chu Thông xuống dưới,
Hắn cắn răng, dưới tinh thần uy áp đáng sợ kia mà chậm rãi đứng dậy, sau đó lại cất bước. Thình thịch, thình thịch. Chu Thông mới bước thêm được một bước thì thân hình đã cong vẹo, đầu gối cong lại, run rẩy vô cùng. Hiển nhiên là đã dốc toàn lực không thể cho mình sụp đổ lần nữa. Còn hai bước cuối cùng. Nhìn bức tường tinh thần trong gang tấc thì trong lòng của Chu Thông lần đầu tiên hiện lên sự vô lực. Đông. Khi mà Chu Thông còn cách bức tường tinh thần một chút thì tiếng bước chân sau lưng hắn lại vang lên. Hắn hơi liếc mắt về phía sau, thấy một thân ảnh mồ hôi nhễ nhại bốc cả mùi xuất hiện ở sau lưng của hắn. Cái tên này. Nhìn thấy Lâm Động đuổi kịp mình, trong lòng Chu Thông có một chút rung động, hơi nghiêng đầu. Lần đầu tiên thì hoàn toàn chính diện vào mặt thiếu niên kia. Không hổ là phủ sư tháp, tinh thần uy áp lại mạnh như vậy. Nhìn Chu Thông, Lâm Động khàn giọng mà nói. Tiếng nói vừa dứt, hắn đã cắn răng tiến thêm một bước. Hắt xì. Khi mà Lâm Động bước thêm một bước này, người hắn cong lại, trong cơ thể truyền ra những âm thanh rất là nhỏ, giống như là xương cốt bắt đầu gãy vụn vì sức nặng quá lớn. Khi mà chân hạ xuống thì thân hình Lâm Động khẽ run. Sau đó hắn liều mạng cắn răng chống lại tinh thần uy áp, tiếp tục bước một bước nữa. Đứng thẳng người, Lâm Động nhìn chằm chằm vào bức tường tinh thần. Trong mắt hắn hiện lên sự kiên nghị. Nham đại sư đã nói, lên được tới tầng thứ 8 thì sẽ có khí cấp tinh thần bí kỹ. Hắn rất muốn có được thứ này, cho nên phải nhất định bước lên được tầng thứ 8. Ta muốn vào tầng thứ 8. Nghe thấy thiếu niên bên cạnh tự an ủi, hai mắt Chu Thông hơi co rụt lại, chợt chậm rãi mà lắc đầu. Không có khả năng. Không thử một chút thì ai biết được chứ. Lâm Động cười cười, sau đó không nói thêm gì nữa, tiếp tục mà cất bước. Bịch. Bước thêm bước này thì tinh thần uy áp bỗng nhiên tăng vọt. Thân hình Lâm Động quỳ rạp xuống đất, đầu gối va chạm với cả sàn tháp phát ra một tiếng động thanh thúy. Nhìn Lâm Động bị tinh thần uy áp ép không đứng dậy nổi, Chu Thông cười khổ một tiếng. Đây không phải là cười nhạo, bởi vì hắn biết nếu hắn bước thêm một bước cũng sẽ có kết cục giống như vậy mà thôi. Bỏ đi, buông tha đi thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ tỉ thí xem ai ở trong này lâu hơn. Chu Thông nói. Trước giờ hắn luôn trầm mặc ít lời, căn bản không thể nhiều lời tới vậy. Huống chi đây còn là đối thủ của mình. Nhưng mà chứng kiến nghị lực của Lâm Động, hắn là có chút bội phục. Sao có thể buông tha như vậy được? Ta muốn lên tầng thứ 8. Bị tinh thần uy áp ép tới mức phải quỳ xuống đất, Lâm Động cười khan một tiếng. Sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của Chu Thông, thân hình hắn từ từ đứng thẳng dậy. Hắt xì hắt xì. Khi mà Lâm Động đứng dậy thì Chu Thông nhìn thấy da, lông của Lâm Động biến thành màu đỏ. Một giọt máu tươi đã hiện ra ở lỗ chân lông, biểu hiện của việc cơ thể không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Người bị điên rồi. Nhìn thấy Lâm Động điên cuồng như vậy, Chu Thông cũng nhịn không được thì thào mà tự nói. Bịch. Nhưng mà hắn vừa dứt lời thì Lâm Động đã bước thêm một bước nữa. Tinh thần uy áp tiếp tục tăng vọt khiến cho thân hình của hắn dán chặt trên mặt đất. Mấy dòng máu tươi từ lỗ chân tông cuồn cuộn tuôn ra ngoài. Thân hình Lâm Động không ngừng run rẩy, hai mắt đầy tơ máu. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn bức tường tinh thần trước mắt, trong mắt hiện lên một sự kiên nghị đáng sợ. Sau đó hắn lại run rẩy đứng dậy. Suy. Khi mà Lâm Động đứng lên, thân hình hắn lập tức bị máu tươi nhuộm đỏ. Một giọt máu theo quần áo rơi xuống dưới chân của hắn tạo thành một vũng máu. Dừng lại, thắng bại còn chưa định. Nếu như là ngươi làm liều sẽ thua đấy. Nhìn thấy vũng máu ở dưới đất, Chu Thông hít sâu một hơi, thấp giọng mà nói. Hắn thật sự là không hiểu vì sao thiếu niên này lại có nghị lực tới như vậy. Nếu nói tới nghị lực thì phải nói tới cả cố chấp và bướng bỉnh nữa. Bởi vì hiện giờ trong mắt của Lâm Động chỉ còn lại duy nhất một bức tường tinh thần. Hành động quán trông thì lộ mãng, nhưng mà nó được chất từ một ngọn núi ý chí. Võ đạo tu luyện quan trọng nhất là ý chí mà. Ông. Khi mà thân hình đứng thẳng được, hai lỗ tai của Lâm Động vang lên những thanh âm u u, một cảm giác đau nhức tràn ra. Tầm nhìn quán mờ đi, và đây là biểu hiện của cực hạn. Ông. Tầm nhìn của Lâm Động càng ngày càng không rõ. Nhưng mà ngay khi tầm nhìn quán sắp trở nên tối đen thì có một âm thanh từ trong Nê Hoàn Cung truyền ra. Hai quả bản mệnh linh phù trong Nê Hoàn Cung đột nhiên trở nên vặn vẹo, tự động hóa thành hai dòng xoáy linh phù bắt đầu xoay tròn.
Khi mà hai dòng xoáy linh phù này xuất hiện, thì Lâm Động đột nhiên cảm giác được cỗ tinh thần lực uy áp cường đại nhanh chóng bị hút vào trong Nê Hoàn Cung, sau đó bị hai quả linh phù thôn phệ. Bản mệnh linh phù dị biến làm cho áp lực của Lâm Động giảm đi. Hắn không hề do dự mà đột nhiên bước tới. Trong ánh mắt kinh hãi của Chu Thông, Lâm Động nhảy thẳng vào trong bức tường tinh thần. Ông ông! Khi mà Lâm Động bước vào thì bức tường tinh thần bộc phát ra một cỗ ba động khủng bố. Cỗ ba động này mạnh tới mức làm cho Chu Thông đang đứng ở gần đó bị đánh bay đi, phun ra một ngụm máu tươi. Chật vật rơi xuống đất, Chu Thông bất chấp thương thế vội vàng đưa mắt nhìn tới chỗ bức tường tinh thần. Sau đó hắn đờ cả người, thân ảnh đã biến mất rồi. Trời ạ, hắn đã thực sự thành công rồi sao? Thấy thân ảnh của Lâm Động biến mất thì ngay cả Chu Thông cũng phải hít một hơi dài. Trong mắt hắn tràn ngập sự chấn động khó có thể tin được. Khi mà Chu Thông đang khiếp sợ vì chuyện Lâm Động bước vào được tầng thứ 8, thì ở bên ngoài phù sư tháp cũng vang lên đủ loại âm thanh điên cuồng. Ở bên ngoài phù sư tháp, khi mà một điểm sáng ở trong tầng thứ 7 biến mất, vốn cái sân đầy tiếng động đột nhiên trở nên im lặng như tờ. Loại im lặng quỷ dị này chỉ duy trì được một chốc lát, ngay sau đó nó bị vô số tiếng động điên cuồng phá vỡ. Có điểm sáng biến mất kìa, có người tiến nhập vào tầng thứ 8 kìa. Làm sao có thể nhỉ? Tầng thứ 8, cho dù là Tam Ấn Phủ Sư cũng rất khó có thể tiến vào. Là ai? Là ai có thể làm được điều này? Là ai vậy nhỉ? Là Chu Thông hay là Lâm Động? Ta thấy khả năng rất là lớn là Chu Thông đó. Nói bậy, Lâm Động đâu có kém gì Chu Thông. Nghe thấy những tiếng cãi vã và bàn luận xôn xao, Nham Đại Sư vốn đang ngồi cũng phải bật thắt dậy. Nhìn chằm chằm vào tầng thứ 8 Phủ Sư Tháp, đã nhiều năm rồi cái tầng đó chưa từng có một điểm sáng nào cả. Là ai vậy nhỉ? Lẽ nào đúng là Lâm Động sao? Lúc này cho dù là một người tu tâm dưỡng tính như là Nham Đại Sư cũng khó mà giữ được bình tĩnh, trong mắt tràn ngập sự khẩn trương và vẻ kích động. Lão biết rõ tầng thứ 8 tiến vào khó như thế nào. Lâm Động và Chu Thông tuy rằng bản lĩnh không kém, nhưng chắc chắn không có khả năng bước vào tầng thứ 8. Vậy mà lúc này lại có người tiến vào được, chứng tỏ hắn đã đoán sai rồi. Hiện giờ thì lão không thể nào xác định nổi người tiến vào tầng thứ 8 là Lâm Động hay là Chu Thông. Không ai biết được trong tháp đang xảy ra chuyện gì. Vốn họ cho rằng thắng bại cũng chỉ khoảng một thời gian nữa là sẽ rõ. Dù sao hai người đồng thời ở tầng thứ 7, chỉ cần ai kiên trì hơn ai là thắng. Mà có người xông vào tầng thứ 8 đã phá vỡ quy tắc này rồi. Và dựa theo quy củ của tháp đấu thì không cần biết anh kiên trì được bao lâu. Chỉ cần có người vượt lên được một tầng, cho dù đứng được ở một ít thời gian thôi thì cũng được xử là thắng. Và đây cũng chính là nguyên nhân mà Lâm Động và Chu Thông liều mạng. Chỉ cần có thể leo lên tầng thứ 8 là có thể phân được thắng bại. Nhưng mà hiện giờ thì Nham Đại Sư không biết ai đã bước chân vào tầng thứ 8. Nếu là Chu Thông, vậy thì Viêm Thành hoàn toàn thất bại. Phù Sư Tháp cũng sẽ đổi chủ. Nhưng nếu là Lâm Động thì Phù Sư Tháp này vẫn sẽ là vật của Viêm Thành. Trong lúc mà Nham Đại Sư khẩn trương thì Hàn Duẫn cũng nắm chặt tay. Nhưng mà sắc mặt quán khó coi hơn một chút. Đối với cả Chu Thông thì hắn hiểu rất rõ. Nếu như người này dừng lại ở tầng thứ 7 thì hắn sẽ không bao giờ nghi ngờ. Nhưng muốn bước vào tầng thứ 8 thì tỷ lệ rất là thấp. Nói cách khác thì người thành công bước vào tầng thứ 8 rất có thể là tên tiểu tử Lâm Động. Nghĩ đến đây thì khóe mắt của Hàn Duẫn giật giật. Hắn không thể ngờ vốn phe mình đã thắc chắn là chắc thắng, vậy mà chỉ vì Lâm Động xuất hiện có thể thay đổi thế cục. Đây chỉ là suy đoán mà thôi, không nhất định. Nói không chừng thì Chu Thông đột nhiên bạo phát, cơ duyên xảo hợp tiến vào được tầng thứ 8. Tiểu tử Lâm Động kia nhìn bề ngoài trông không giống một người có bản lĩnh, làm sao có thể tiến vào tầng thứ 8 được chứ? Lúc này thì Hàn Duẫn cũng chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Nhưng mà chẳng biết tại sao, càng an ủi thì sự bất an quán càng lớn. Ở bên ngoài phù sư tháp chấn động thì trong tháp bản thân Lâm Động cũng có chút ngỡ ngàng. Diện tích của tầng thứ 8 này nhỏ hơn mấy tầng trước một chút, tuy không lớn nhưng mà tinh thần uy áp lại đáng sợ vô cùng. Và điều thần kỳ ở chỗ, Lâm Động lại chẳng có một cảm giác áp lực nặng nề đối với cả tinh thần uy áp có thể khiến người ta mất mạng này. Nguyên nhân là do bản mệnh linh phù sao? Lâm Động cũng hiểu bản chất của sự việc chính là hai quả bản mệnh linh phù ở trong Nê Hoàn Cung của mình. Đột nhiên hắn nhắm mắt lại, tinh thần chìm vào trong Nê Hoàn Cung, quả nhiên nhìn thấy hai quả bản mệnh linh phù đã tự động hóa thành hai dòng xoáy. Mà làm cho Lâm Động khiếp sợ đó là hai quả bản mệnh linh phù kia tự động thôn phệ tinh thần uy áp sền sệt.
Linh phù này đúng là cổ quái mà. Đối với loại tình huống này thì Lâm Động sau khi sửng sốt thì chỉ biết cười khổ lắc đầu. Hắn hiểu mình có thể vượt qua được bức tường tinh thần cũng vì công năng kỳ dị này. Nếu không thì hắn sẽ không vượt qua nổi. Lúc trước thì đúng là có chút lỗ mãng rồi. Nghĩ tới chuyện lúc trước thì Lâm Động không nghĩ mà run. Nếu như là bản mệnh linh phù không biến hóa thì chắc chắn là bản thân hắn sẽ bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng mà cũng chẳng còn cách nào khác. Nếu như hắn không tìm cách tiến lên, một khi mà bị Chu Thông vượt qua thì Viêm Thành chắc chắn sẽ thua. Điều này buộc hắn phải liều mạng. Trước tiên là đi tìm khí cấp tinh thần bí kỹ cái đã. Cười khổ một tiếng xong, Lâm Động đảo mắt. Có bản mệnh linh phù hộ thân rồi, hắn đã không còn sợ hãi tinh thần uy áp kia nữa. Bây giờ hắn chỉ việc đi tìm thù lao của mình mà thôi. Diện tích của tầng thứ 8 không lớn, hơn nữa đồ vật cũng không nhiều. Sau khi đảo mắt một vòng, Lâm Động đã phát hiện ở phía trước không xa có một tấm bia đá. Lâm Động chậm rãi đi tới chỗ tấm bia đá. Do có bản mệnh linh phù nên việc đi lại không còn khó khăn như trước. Chỉ mất khoảng một thời gian ngắn, hắn đã xuất hiện ở trước tấm bia đá. Tấm bia đá này cao chừng khoảng một trượng, không có quá nhiều điểm kỳ quái. Nhưng mà Lâm Động vẫn cảm nhận được tinh thần ba động từ bên trong nó truyền ra. Nhìn chằm chằm vào tấm bia đá, Lâm Động chần chừ một chút. Sau khi khép hở đôi mắt, vươn một ngón tay nhẹ nhàng điểm tới. Ông... Khi mà ngón tay của Lâm Động chạm vào tấm bia đá, tinh thần ba động của nó lập tức khuếch tán ra, hóa thành một quỹ tích huyền ảo ở giữa không trung. Trong quỹ tích đó có thể nhận thấy một số tinh thần lực đang lơ lửng, giống như đang hình thành một trận pháp. Hóa sinh phủ trận. Lâm Động nhìn chằm chằm vào những tinh thần lực này, sau đó trở nên mừng rỡ. Nham đại sư không lừa hắn, ở trong tầng thứ 8 quả nhiên chứa khí cấp tinh thần bí kỹ. Loại bí kỹ này chỉ cần dựa vào văn tự đã có thể phán đoán, các loại tinh thần bí kỹ phổ thông còn lâu mới bằng được nó. Lâm Động học thuộc lòng không bỏ sót một chữ nào, sau đó trầm ngâm trong chốc lát, lật bàn tay một cái, tinh thần lực lập tức biến thành một quỹ tích huyền ảo bay vào trong đầu hắn. Khi mà tinh thần lực kia chui vào trong đầu Lâm Động, thì trong óc hắn hiện lên hơn 10 trận đồ lớn nhỏ. Những phù văn này thì cực kỳ tối nghĩa, thâm ảo. Lâm Động chỉ nhìn thoáng qua đã cảm thấy đau đầu. Nhưng mà đồng thời hắn cũng nhận ra được, nếu học xong được những phù trận này thì uy lực khi mà thi triển chắc chắn sẽ vượt qua tinh cấp tinh thần bí kỹ Tiêm Loa Ba. Lâm Động nhắm mắt bắt đầu nghiên cứu hóa sinh phù trận mới thu được này. Qua khoảng một canh giờ, hắn từ từ mở mắt, hơi trầm ngâm, tâm thần khẽ động. Có một đạo tinh thần lực từ trong Đê Hoàn Cung tuôn ra, sau đó di chuyển theo một quỹ tích kỳ quái. Đây chính là trận pháp hóa sinh phù trận. Suy... Lâm Động không vẽ được bao lâu thì đã có một sai sót nhỏ, toàn bộ phù trận lập tức biến mất. Nhìn thấy kết quả như vậy thì Lâm Động cười khổ một tiếng, thứ này quả nhiên vượt xa tinh cấp tinh thần bí kỹ. Chỉ tính riêng độ khó tu luyện thì đã cao hơn gấp mấy lần rồi. Từ từ rồi sẽ thành công thôi, ta không tin là đồ ở trong tay mà mình còn không luyện được. Lần đầu tiên thất bại không nằm ngoài dự liệu của Lâm Động. Sau khi bình tĩnh trở lại, hắn tiếp tục chăm chú cẩn thận từng ly từng tí điều khiển tinh thần lực, vẽ một tinh thần phù trận cổ quái. Lực tẩy lễ của tầng thứ 8 đương nhiên là có công hiệu vượt xa tầng thứ 7, cho nên mỗi khắc trôi qua, tinh thần lực của Lâm Động lại có một bước phát triển. Cộng thêm bản mệnh linh phù liên tục cắn nuốt tinh thần uy áp, khiến cho tinh thần lực của hắn phát triển một cách rõ rệt. Tu luyện ở đây một cách có hiệu quả gấp mấy lần ở bên ngoài. Chuyện lên đến tầng thứ 9 thì Lâm Động không dám lỗ mãng đi bừa. Tuy nói có bản mệnh linh phù tương trợ, nhưng hiện giờ tỷ thí đã thắng bại, lại có khí cấp tinh thần bí kỹ, hắn không có tâm trạng mạo hiểm nữa. Cho nên lúc này Lâm Động bắt đầu hưởng thụ các loại tác dụng mà tầng thứ 8 mang lại cho hắn. Dường như là việc tranh nhau vượt tháp đã kết thúc, cả tòa phù sư tháp trở nên yên tĩnh hơn rất là nhiều. Tất cả mọi người bắt đầu nhẩm tính thời gian. Cứ thêm một ngày tinh thần uy áp sẽ mạnh hơn một bậc, bắt đầu loại trừ những người không đủ khả năng. Sự yên tĩnh này thì chính là sự dày vò đối với cả những người ở bên ngoài như Nham Đại Sư. Cho tới bây giờ thì bọn họ vẫn không biết người thành công bước vào tầng thứ 8 thuộc về phe nào. Cứ qua một ngày thì lại có không ít phù sư trẻ tuổi mang theo sự không cam lòng từ trong phù sư tháp đi ra. Tinh thần uy áp ngày một mạnh, bọn họ không cách nào chịu đựng được. Đám phù sư sau khi mà trong phù sư tháp đi ra, nhìn thấy sắc mặt của Nham Đại Sư thì hoảng sợ. Lúc đầu họ tưởng rằng đã có biến cố, nhưng mà sau khi hỏi thăm thì mới kinh hãi ngẩng đầu nhìn về vị trí của tầng thứ 8.
đã rất lâu rồi mới có người thành công bước vào tầng này. Nhưng người chỉ có một, và người đó là ai chứ? Mọi người hai mặt nhìn nhau, sau sự chấn động là sự nghi ngờ và hiếu kỳ.